Chào mừng quý thính giả đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi mỗi buổi tối hàng ngày. Và đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp phần thứ tư của tác phẩm Đợi một danh phận cả đời oán hận. Vỡ lở. Ái Chân tất nhiên không thể nhắn tin lại, căn bản vì lúc đó cô đã không còn ý thức. 5 tiếng sau cô mới tỉnh. Diệu Ánh thở dài hỏi cô. Cậu cảm thấy sao rồi? Tớ ổn, Ái Chân gắng gượng nói. Lúc nãy tớ thấy màn hình điện thoại của cậu hiển thị cuộc gọi tới của Hạnh Chân, nhưng tớ chưa dám gọi lại cho chị cậu vì chuyện xảy ra với cậu cũng Tế Nhị. Cậu là người nổi tiếng, gia đình lại gia giáo, tớ sợ nhỡ cậu muốn giữ kín chuyện này mà tớ lại bép xép thì không hay. Ái Chân nắm tay Diệu Ánh sụt sịt bảo. Cảm ơn cậu đã nghĩ cho tớ. Đừng khách sáo. Không nhờ cậu PA thì bệnh viện của tớ làm sao mà đông khách được như bây giờ. Tớ nghĩ cậu nên gọi điện về nhà. Nói dối là mình phải đi ghi hình ở đâu đó, rồi ở lại chỗ tớ nghỉ ngơi mấy hôm hẵng về. Diệu Ánh khuyên nhủ nhưng Ái Chân không chịu. Cô một mực đòi trả Diệu Ánh tiền viện phí, rồi thay đồ rời khỏi bệnh viện. Chiếc váy của cô đã được Ánh giặt và sấy khô, đã chẳng còn vết tích gì của việc sảy thai. Nhưng nỗi đau trong lòng cô thì vẫn còn vẹn nguyên đó. Cô nức nở cầu xin đứa con của mình. Bé Gấu Trắng, mẹ gọi con là Gấu Trắng có được không? Bé Gấu Trắng ngoan, đừng đi đâu vội, ở lại với mẹ đến khi trời hửng sáng nha con. Ái Chân đi lang thang khắp các con phố, tin rằng linh hồn đứa nhỏ vẫn còn đang quanh quẩn bên mình, nên vừa đi cô vừa nói chuyện với con. Đây là nơi mẹ hay ăn phở, bé Gấu Trắng ạ. Còn đây là trường cấp 3 của mẹ. Đây là chỗ năm xưa bà ngoại đã bỏ rơi mẹ. Sinh nhật năm nào mẹ cũng tới đây để đợi bà, nhưng chưa năm nào bà xuất hiện cả. Mẹ từng rất buồn bà vì bà đã vứt bỏ mẹ, nhưng giờ nghĩ lại, mẹ thấy mẹ còn tệ hơn cả bà. Ít ra bà còn đưa mẹ đến được với thế giới này, điều mà mẹ không thể làm được cho con. Bé Gấu Trắng, mẹ thực sự xin lỗi con nhiều lắm. À, mẹ quên chưa giới thiệu, mẹ là Ái Chân. Bé Gấu Trắng ạ. Mẹ Ái Chân xinh nhưng hơi sảm, ba con là Bá Trường. Bà kể chuyện hài rất hay và mẹ rất yêu bà. Ái Chân khẽ cười, nhưng nước mắt cô lại không ngừng chảy. Những ánh đèn đường vàng nhạt len lỏi giữa màn đêm lạnh buốt. Cô cứ đi và đi mãi, rồi dừng lại ở bờ sông. Mẹ sợ ma lắm, Gấu Trắng ạ. Nhưng bữa nay mẹ biết có Gấu Trắng ở bên cạnh mẹ, nên mẹ cóc thèm sợ nữa. Bởi vì Gấu Trắng sẽ bảo vệ mẹ, phải không con? Gấu Trắng à, mẹ Ái Chân yêu con. Mẹ yêu con. Và mẹ cũng xin lỗi con. Ái Chân ngồi bên bờ sông tám chuyện với con. Tới khi trời hửng sáng, cô mới lau nước mắt rồi cố gắng lấy dũng khí nói. Thôi trời hửng sáng rồi Gấu Trắng ạ. Con mau tới nơi con cần tới đi. Hy vọng con ở nơi đó sẽ tìm được người mẹ tốt hơn mẹ. Mẹ không xứng đáng là mẹ của con. Mẹ thật tệ. Mẹ xin lỗi con. Con mau đi đi. Ái Chân khóc như mưa. Trời vẫn còn sớm. Xung quanh chẳng có ai cả. Chỉ có một mình cô, nên cô không phải kìm nén cảm xúc, cứ thế gào khóc cho đỡ bí bách. Mãi tới chiều, Ái Chân mới dịu dã đi bộ về nhà. Đầu cô đau như búa bổ, cô rất muốn được yên lặng một chút. Ngạt nỗi, Hạnh Chân vừa thấy cô đã như thấy yêu quái. Chị kháu nhặng lên. Ái Chân, em đi đâu tới giờ mới về? Chị gọi em không thèm nghe máy. Chị nhắn tin chắc em cũng không thèm đọc luôn nhỉ? Em chưa đọc tin nhắn của chị, mai em đọc. Ái Chân mệt mỏi nói. Hạnh Chân tức điên. Em hại chị phải dùng một kiểu trang điểm cho hai cảnh quay, mà sao em nhởn nhơ thế hả? Em đang mệt lắm, chị bớt nói đi được không? Cái gì? Em bảo chị bớt nói á? Em cũng ghê gớm quá ha. Sao lúc chị chuyển khoản cho em tiền tiêu vặt, em không kêu chị bớt chuyển đi? Sao lúc nhận quà tặng của chị, chẳng thấy mặt mày em đâm lên như bây giờ? Hạnh Chân xỉa xói khiến cho Ái Chân hơi bực. Cô nói thì con người cũng phải có lúc này lúc kia chứ chị, đâu phải lúc nào cũng vui mãi được đâu. Em bỏ ngay cái thói trả treo chị đi. Em sai rành rành ra, không xin lỗi chị được một câu lại còn lắm mồm. Láo lếu như em sau này dạy dỗ con thế nào được hả? Chị gái nhắc tới chuyện dạy con đã vô tình khơi lên nỗi đau trong lòng Ái Chân. Cô điên người quát. Chị im đi. Tôi dù dạy con ngu thì sau này cũng nhất định không dạy ra cái đứa con gái đỏng đảnh luôn coi mình là số một như chị đâu. Chị tưởng tiền và quà của chị là to lắm hả? Tôi cầu xin chị cho tôi tiền chắc. Tôi cũng đâu có nài nỉ chị mua quà cho tôi đâu. Nhưng mà lúc chị cho tôi tiền, cho tôi quà, không lẽ tôi lại khóc? Không lẽ tôi lại chê ỏng chê eo,
không thèm lấy. Tới lúc đó, chị có tha cho tôi không? Hay là chị lại bảo tôi khinh chị, nên mới có thái độ khó ưa hả? Hạnh Chân hơi sốc, cô ấp úng nói. Em nói cái gì vậy? Em xưng tôi với ai? Với chị đó. Bố còn điệu. Khi không bình tĩnh, Ái Chân thường nói năng rất cộc cằn. Hạnh Chân ức chế định giật tóc Ái Chân, nhưng cô đã nhanh tay đẩy chị ngã ngửa trước khi chị kịp làm gì mình. Ông Trương nghe thấy tiếng con gái lớn khóc lóc inh ỏi thì lao tới và cho con gái út một cái nhớ đời rồi mắng. Loại mất nết. Ba còn chưa hỏi rõ ngọn ngành đã chửi con rồi. Chứ cho cùng lúc nào công chúa của ba cũng đúng, còn con thì lúc nào cũng là người sai. Ái Chân ấm ức nói. Ba cần gì phải hỏi rõ ngọn ngành khi mà hai đứa đôi co, cái gì ba đều nghe thấy rõ một một hả? Con hứa trang điểm cho chị rồi biến mất. Chị chỉ trách con nhẹ nhàng thôi mà con xưng tôi với chị. Con còn nói những câu hết sức hỗn. Mà con đâu chỉ chửi chị, con chửi bố con điệu thì khác nào là chỉ ba. Bữa nay con mà không nhận lỗi thì cút ra khỏi nhà cho ba. Rất sợ phải sống cảnh cô đơn nên Ái Chân đã ngậm đắng nuốt cay rồi nhận luôn. Con sai rồi ạ. Ba dạy rất đúng, con xin lỗi ba. Em xin lỗi chị, lần sau em không dám hỗn như thế nữa. Hạnh Chân thấy thái độ của Ái Chân có vẻ hời hợt nên không vừa lòng. Cô gọi điện cho bá trưởng kể lể. Anh Trường, anh có tin được không? Ái Chân vừa đẩy em ngã đó, chảy hết cả da rồi, đau ý. Em đùa à? Bá trưởng cho mày hỏi. Em không đùa, thật đấy anh ạ. Chẳng biết Ái Chân tức chuyện gì mà đang đi quay quảng cáo với em, xong lặn bất tăng. Về nhà thì hùng hùng hổ hổ, chút giận lên đầu em. Còn xưng tôi với em nữa chứ. Nó kiểu như là bà tướng chứ, không phải là em gái của em nữa rồi. Mấy bữa nữa, em mà dám làm gì không vừa ý nó, có khi nó còn vả em sấp mặt đi chứ. Em sợ nó thực sự. Bá trưởng nghe vậy thì sốt ruột. Sau khi tám chuyện với người yêu, anh nhắn tin cho Ái Chân. Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Em có oán hận thì oán hận anh. Muốn chút giận thì cũng chút giận lên anh. Đừng đổ vạ lên đầu Hạnh Chân. Ái Chân đang nằm trên giường, bụng cô đau, đầu cô cũng đau, cả người cô ê ẩm. Tuy nhiên nỗi đau ngoài da không ăn thua gì so với tin nhắn sát thương của bá trưởng. Nước mắt cô chảy ràn rụa, nhưng cô đã quá mệt mỏi nên chẳng muốn biện minh nữa. Cô soạn tin nhắn trả lời. Em nhớ lời anh dặn rồi ạ. Bá trưởng nhắn tin dọa nạt. Em không những phải nhớ mà còn phải ghi nhớ cho thật kỹ. Anh cảnh cáo em, nếu như lần sau Hạnh Chân có bất kỳ xây xước gì, thì em đừng có mong muốn sống yên. Ái Chân cười ra nước mắt. Anh cần gì phải dọa nạt cô? Cô hiện tại đã có phút giây nào yên ổn đâu. Cô buồn lắm. Cô nhớ con, nhớ đứa con mà khi biết đến sự tồn tại của nó, thì nó đã bỏ cô mà đi luôn rồi. Cô hối hận vì mình đã quá bất cẩn, quá thiếu kiến thức, quá ngu. Có một sự thật không thể phủ nhận, đó là chính cô đã hại con cô rồi. Đối với bất kỳ người phụ nữ ở độ tuổi nào, thì trải qua chuyện bị sảy thai cũng vô cùng khó khăn. Huống chi Ái Chân còn rất trẻ, cô chưa lập gia đình, chưa có kinh nghiệm gì cả. Đối diện với cú sốc lớn, cô bị quật ngã hoàn toàn. Tâm trạng cô tuột dốc không phanh. Cô đau đớn não nề mà không thiết tha đến tranh luận với bất kỳ ai. Cô cầm điện thoại nằm ì trên giường, mò mẫm vào trang cá nhân của mình, coi hình. Cô từng chụp lén rất nhiều hình của mình và bá trường, lúc anh đang ngủ say, rồi đăng lên trang cá nhân với chế độ riêng tư, để những lúc nhớ anh có thể mở ra coi lại. Bây giờ cô cũng không hẳn là nhớ anh, cô chỉ là muốn mường tượng ra vẻ mặt của bé gấu trắng mà thôi. Tuy cô vẫn được mọi người nhận xét là xinh xắn dễ thương, nhưng gương mặt của cô chẳng có nét gì đặc sắc cả. Kiểu rất đại trà, rất tầm thường. Con giống anh thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Tưởng tượng ra em bé của mình có vầng trán rộng, sống mũi cao và đôi mắt đẹp hút hồn. Ái Chân chợt cảm thấy ấm lòng. Cô dần chìm vào giấc ngủ sâu. Hạnh Chân không biết em ngủ nên vô tư nói lớn. Ái Chân hỗn láo, đáng ghét ơi. 2 tuần trước chị đặt con gấu bông màu trắng ở bên Pháp. Hôm nay người ta giao hàng tới nhà mình rồi đây nè. Cute dễ sợ luôn ý, kiểu gì em cũng thích mê. Em mau qua phòng chị, xin lỗi chị tử tế đi, rồi chị tặng gấu cho em. Không thấy Ái Chân trả lời. Hạnh Chân đành phải ôm gấu bông đi sang phòng Ái Chân. Con bé này, cô gọi to như thế mà nó vẫn say giấc nồng cho được. Ái Chân sống ảo nhiều quá, quen rồi hay sao? Mà chiếc điện thoại ở trong lòng bàn tay em vẫn sáng hình. Hạnh Chân đi tới gần Ái Chân, cô còn chưa kịp cất điện thoại lên bàn cho em, thì có một tấm hình vô cùng đẹp đẽ đã đập vào mắt cô. Trong hình bá trưởng đang ngủ, Ái Chân vẫn còn thức.
Em chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh rồi nằm e ấp bên trường. Con gấu bông trên tay Hạnh Chân vô thức rơi xuống đất. Cô run run cầm điện thoại của em gái lên tìm hiểu. Chớ trêu thay, trên trang cá nhân của em không chỉ đăng một mà còn rất nhiều những tấm hình khác của em và trường ở chế độ riêng tư. Hạnh Chân tưởng như mình đang gặp ảo giác. Sống mũi cô đỏ quạch, gương mặt cô chẳng mấy chốc đã ướt nhẹp. Những ký ức buồn bã năm xưa bất chợt ùa về. Những ngày đầu tiên khi Ái Chân về nhà cô, tâm trạng của mẹ Ngọc cực kỳ tệ. Cho tới bây giờ cô vẫn không thể quên được hình ảnh mẹ ngồi thẫn thờ nhìn sân thượng mỗi khi màn đêm buông xuống. Sợ mẹ nghĩ quẩn nên Hạnh Chân luôn phải trông chừng mẹ. Cô thường đi tới bên mẹ và ôm mẹ và cùng khóc với mẹ. Có thể vì quá uất ức nên mẹ đã nức nở tâm sự với cô. Hạnh Chân, cô nằm mơ mẹ cũng không tưởng tượng ra được người đàn ông mà mình tin tưởng nhất lại có con rơi. Mẹ không thể nhìn một đứa trẻ vô tội phải sống ra ba ruột của nó. Nhưng mẹ, mỗi lần nhìn thấy nó ở trong nhà mình, mẹ lại đau đớn. Khi đó Hạnh Chân còn rất nhỏ, cô chưa thể cảm nhận được hết những nỗi đau trong lòng mẹ mình. Nhưng những ấm ức mà mẹ phải chịu đựng, cô rõ hơn ai hết. Mặc dù ba mẹ nói dối mọi người rằng Ái Chân là con gái nuôi để giữ thể diện cho gia đình, nhưng những nét giống nhau giữa em và ba đã khiến cho lời nói của ba mẹ trở thành trò cười. Người biết ý thì giả bộ tin, người thẳng tính thì họ nói luôn là ba mẹ khỏi phải giấu. Dần dà ba mẹ chán không thèm phong bạt nữa, bị bóc phốt, họ thừa nhận Ái Chân là con riêng của ba. Mẹ Ngọc cũng giống như rất nhiều người đàn bà khác. Mẹ không được lòng hết tất cả gia đình bên nhà ba chưa? Mấy bà cô bên chồng bắt đầu lợi dụng chuyện này để đả kích mẹ. Họ nói mẹ không ra gì nên ba mới đi ngoại tình. Họ bảo trong chuyện này cô Trang vẫn là người đáng thương nhất vì cuối cùng ba vẫn lựa chọn mẹ. Lập luận như vậy chẳng khác nào bảo chủ nhà quên không đóng cửa, thằng trộm xông vào trộm đồ, xong nó bị bắt quả tang, nó phải trả lại đồ thì nó là kẻ đáng thương. Thật nực cười. Ái Chân cũng giống như thằng trộm đó. Em kém thông minh cộng thêm lời học, điểm kém kéo thành tích của cả lớp xuống nên bạn học không thích em. Trong mắt mấy bà cô đó, em nghiễm nhiên trở thành một cô bé đáng thương bị bạn học tẩy chay. Để được nổi tiếng, em giờ đủ thứ chiêu trò, nhiều fan khiến cho gia đình mất mặt. Nhưng chỉ cần ông bà nội hoặc ba mẹ em chỉ trích thì mấy bà cô đó lại lên tiếng bênh vực rằng em thiếu thốn tình thương nên mới trở nên ngông cuồng. Ai thiếu thốn tình thương cũng hành động điên rồ như em. Có mà cả thế giới này loạn hết à? Những đau buồn mà Ái Chân phải chịu đựng đều là do lối sống sai trái của em chứ đâu phải do mẹ Ngọc chèn ép gì. Nhưng bởi vì Ái Chân rất biết cách tự ngược đãi chính bản thân mình và biến mình trở thành kẻ đáng thương nên em tất nhiên lôi kéo được nhiều sự thương xót. Còn Hạnh Chân, bởi vì cô kiêu ngạo nên những tổn thương sâu thẳm trong lòng cô người ta khó mà biết được. Thật đáng buồn. Hạnh Chân còn chảnh tới mức chẳng thèm nói dối bạn học rằng Ái Chân là em gái nuôi. Cô tuyên bố thẳng luôn là em là con rơi của ba. Thật sự rõ ràng như vậy, giấu cũng chẳng ích gì, mất công sau này các bạn phát hiện ra lại bảo cô nói dối. Ái Chân đã luôn là một đứa con rơi khá biết điều, cho tới khi em lén lút qua lại với bạn trai của cô. Hạnh Chân đã luôn là một cô chị chủ quan, cho đến khi cô phát hiện ra Ái Chân đâm lén sau lưng mình. Tại sao lại là người yêu của chị gái? Thế giới này thiếu đàn ông hay sao? Qua lại với người cũ của bạn thân đã là đáng khinh bỉ lắm rồi. Đằng này lại là tà lưa lại với người yêu hiện tại của chị gái mình. Thực sự không có từ nào có thể diễn tả độ vô liêm sỉ của em nữa. Nếu có cuộc thi dành cho con tiểu tam mặt dày nhất, Ái Chân xứng đáng được giành cúp vô địch. Hạnh Chân khinh địch quá mức nên đã bị ăn trái đắng, tất nhiên là sốc nghẹn. Hạnh Chân cũng đã mắc sai lầm giống như bà Ngọc và bao nhiêu người phụ nữ khác. Cô đổ toàn bộ lỗi lầm cho người thứ ba. Còn người đàn ông của cô lại rất tin tưởng. Nhưng lại phản bội cô thì cô chỉ giận dỗi thôi, chứ không hận. Cô vẫn thương bá trưởng, vẫn nghĩ rằng anh dại khờ nên mới bị một đứa con gái chiêu trò như Ái Chân cho vào chồng. Hạnh Chân sẽ khiến cho bá trưởng phải hối hận vì đã phạm sai lầm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ rời bỏ anh. Bởi vì cô biết, một khi mối quan hệ giữa cô và trường chấm dứt thì loại con gái khốn nạn như Ái Chân sẽ nhảy vào ngay. Cô có phải là con ngu đâu mà đem mỡ dâng lên miệng mèo như vậy. Đã là thứ đồ mà Hạnh Chân thích
cô chưa vứt đi, người khác đừng hòng chạm vào. Đã là thứ Hạnh Chân muốn giữ thì Ái Chân đừng mong có thể tranh giành. Hạnh Chân của thường ngày có thể hay nhõng nhẽo, gặp chuyện bực tức có thể khóc lóc, làm nũng người thân. Nhưng không phải vì thế mà cô là một đứa con gái vô dụng. Nếu cô thực sự vô dụng thì đã chẳng được nhiều người yêu quý đến thế. Cô trước đây chẳng qua là quá kiêu ngạo, nên rất nhiều lần Ái Chân gây sự với mình. Cô không thèm chấp em, nhưng tại thời điểm này Hạnh Chân không thể kiêu ngạo thêm được nữa. Sự phẫn uất khi bị phản bội và những tổn thương quá khứ đã vượt qua sự chịu đựng của cô. Để dạy cho Ái Chân một bài học, cô buộc phải làm những điều mà trước đây cô rất ghét. Cô lặng lẽ chuyển những tấm hình gây ức chế từ chế độ riêng tư sang chế độ công khai, rồi đặt điện thoại của Ái Chân vào trong lòng bàn tay em. Dẫu biết sắp tới sẽ phải đối diện với scandal lớn, khán giả rồi sẽ quan tâm tới đời tư của mình hơn sản phẩm của mình, nhưng Hạnh Chân vẫn cắn răng chấp nhận. Hạnh Chân không muốn giống như mẹ Ngọc, đã bị cắm sừng rồi, còn bị chỉ trích. Cô thực sự phẫn nộ, rất u uất. Cô muốn Ái Chân phải trả giá. Cô muốn những đứa con gái đang sa ngã như em phải nhìn vào tấm gương đó để rút ra bài học lớn cho mình. Biết điểm dừng trước khi quá muộn. Hạnh Chân cúi xuống nhặt con gấu bông lên đem ra bên ngoài để trước cửa phòng Ái Chân, coi như cô chưa từng bước vào phòng em. Sau đó cô trở về phòng mình trang điểm lộng lẫy, rồi bình thản lái xe tới tham dự sự kiện ra mắt MV ca nhạc mới của một người bạn. Đúng như Hạnh Chân đã dự đoán, cô vừa xuống xe thì các anh chị phóng viên của hàng loạt những tờ báo giải trí nổi tiếng đã lao tới vây kín cô, thi nhau mời cô phát biểu cảm nghĩ về những tấm hình trên trang cá nhân của Ái Chân. Hình nào cơ ạ? Hạnh Chân trong mày hỏi. Một chị phóng viên nói, hình thân mật giữa Ái Chân và CEO của Nhật Trường, chứ còn hình nào nữa? Bị em gái đâm cho một nhát chí mạng như vậy, cảm xúc của em ra sao? Thấy Hạnh Chân vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì, một anh phóng viên khác mở điện thoại cho cô xem hình đẹp. Tuy đã xem tấm hình này ở nhà, nhưng giờ lại xem lại, Hạnh Chân vẫn thấy đau như thế, trái tim cô dường như vẫn còn đang rỉ máu. Mặt cô tím tái, rất nhiều những ánh đèn flash chiếu vào cô. Phóng viên háo hức chờ đợi biểu cảm của cô để đưa tin sốt dẻo. Một vài đồng nghiệp mới nổi tranh thủ livestream để câu tương tác. Có lẽ họ mong chờ cô nổi đóa rồi hành động điên rồ. Có lẽ anti-fan coi livestream ở nhà sẽ mong cô phá bỏ hình tượng thanh cao để lồng lộn lên đi đánh ghen. Rất tiếc, cô đâu có thể khiến cho những người ghét mình được toại nguyện. Hạnh Chân không bình luận bất cứ điều gì về người yêu và em gái. Cô chỉ chảy nước mắt rồi ngất lịm. Các anh chị phóng viên hoảng hốt đưa Hạnh Chân tới bệnh viện. Mọi người từ tò mò, hiếu kỳ trở nên đồng cảm với cô. Rất nhiều anti-fan đã bình luận trên trang xã hội rằng tuy họ ghét cô vì cô điệu đà, nhưng trong chuyện này cô thực sự là nạn nhân. Hầu hết mọi người đều cầu nguyện cho cô được bình an, mạnh mẽ vượt qua cú sốc. Tất nhiên mọi người xót xa cho Hạnh Chân bao nhiêu thì căm ghét Ái Chân bấy nhiêu. Trước khi mối quan hệ sai trái giữa Ái Chân và Bá Trường bị vỡ lở, Ái Chân tuy bị ghét, bị ném đá nhưng cô vẫn có fan. Trước đây cô chỉ bị dính scandal vì phát ngôn gây sốc hoặc là vì mấy trò nhảm nhí gây ngứa mắt, chứ chưa làm hại ai cả. Nhưng lần này sự việc hoàn toàn khác, trở thành người thứ ba léng phéng với bạn trai của chị gái, rồi còn vô liêm sỉ bật chế độ công khai những tấm hình thám thiết trên trang cá nhân để công kích chị mình. Đến fan của cô cũng không thể bênh vực được nữa. Anti-fan công kích, fan thất vọng quay lưng. Từ khi nổi tiếng, Ái Chân đã không ít lần bị tẩy chay, nhưng chỉ là những lần tẩy chay nhỏ lẻ, rời rạc nên không ảnh hưởng mấy. Hôm nay thì khác, có những nhóm đã lập ra thu hút được mấy trăm nghìn người tham dự chỉ để chửi cô. Hội các mẹ bỉm sữa, hội các chị em yêu chồng, hội những phụ nữ hiện đại và cả hàng trăm hội khác của các chị em. Vì căm ghét, con giáp thứ 13 đã tham gia vào phong trào tẩy chay tất cả những sản phẩm do cô quảng cáo. Làn sóng tẩy chay mạnh mẽ và chuyên nghiệp đến mức tất cả các nhãn hàng đồng loạt lên tiếng sẽ hủy hợp đồng với Ái Chân. Ái Chân ngủ mê mệt mãi đến khi chuông điện thoại reo liên tục, cô mới uể oải thức giấc. Phóng viên thi nhau gọi cô hỏi lý do. Cô công khai những tấm hình giữa mình và CEO của Nhật Trường. Các nhãn hàng cũng liên tục gọi cô đòi tiền đền bù. Mới bị sảy thai, đầu óc không tỉnh táo lắm nên Ái Chân đã tưởng rằng trong lúc mơ màng, chính cô đã vô tình chỉnh những tấm hình của mình và anh Trường từ chế độ riêng tư sang chế độ công khai. Sự việc đến nông nỗi này, Ái Chân chẳng dám oán thán nửa lời. Tự cô đẩy mình vào vũng bùn, cô còn có thể trách ai? Những sai lầm của cô không những khiến cho cô lao đao, khiến fan thất vọng mà còn khiến cho nhãn hàng bị liên lụy.
Việc đền bù tiền cho các nhãn hàng là điều cô phải làm. Tài khoản của cô cứ vơi dần. Kênh của cô, nguồn thu nhập duy nhất của cô còn sót lại cũng bị nhiều người báo cáo, khiến kênh bị tắt tính năng kiếm tiền từ quảng cáo. Sự nghiệp không mấy vẻ vang của Ái Chân coi như tiêu tan. Nhưng như vậy cũng chưa thể tệ bằng việc bị gia đình khinh rẻ. Tin tức sốt dẻo về hai chị em Ái Chân đã phủ sóng khắp nơi. Việc giấu cha mẹ là điều không thể. Bà giận dữ xông vào phòng cô, dùng tắt lưng ra quật liên tiếp vào người cô và chửi. Còn khốn nạn, trơ trẽn, vô liêm sỉ. Tại sao năm xưa tao lại đón mày về nuôi hả? Nuôi mày lớn để mày báo cô, rồi mày đâm con gái tao một phát thế hả? Ái Chân quỳ xuống xin lỗi ba. Nhưng rất tiếc điều đó không thể làm ông Trương môi giận. Ông hỏi, tà lừa với người yêu của chị gái, liêm sỉ của mày quẳng cho chó nó gặm rồi hay sao? Ba, con xin lỗi, con sai rồi, con thực sự sai rồi. Đừng gọi tao là ba, tao không có đứa con gái như mày. Đã ăn vụng còn không biết chùn phép, lại còn công khai cho thế giới biết. Mày muốn nổi tiếng đến thế cơ à? Mày đạt được ước nguyện đó rồi. Mày nổi thực sự rồi, mày kéo theo chị mày, tao và cả vợ tao, rồi cũng nổi lềnh phềnh theo mày luôn rồi. Cả cái gia đình này đều được mày làm cho đẹp mặt. Con không cố ý đâu ba. Con thực sự, lúc con không tỉnh táo con nhỡ tay. Nhỡ cái con khỉ, tao mà tin mày thì tao đổ tóc giống ra mà ăn. Mày thu dọn ngay quần áo rồi cút ra khỏi nhà tao. Nhà này không chứa thứ con giáp thứ 13. Ba, con xin ba. Ba đừng đuổi con đi, con xin ba đấy. Mẹ con bỏ con rồi, ở trên thế giới này con không còn nơi nào để nương tựa cả. Con thực sự cần có gia đình. Mày thực sự cần gia đình mà mày đối xử với gia đình như thế hả? Mày làm tao đau lắm mày biết không? Chiếc thắt lưng da của ông Trương vẫn không ngừng quật xuống người Ái Chân. Đánh con một trận tơi bời xong, thấy cả người con tím tái đầy những vết thương. Tâm trạng người cha cũng chẳng thoải mái gì. Có đứa con gái hư, thực sự buồn lắm cho những người cha. Ông chán nản vứt chiếc thắt lưng da vào một xó, cố gắng kìm nén để bản thân mình khỏi bật khóc. Ông gằn giọng nói, tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi. Mày là con gái, mày muốn được tôn trọng thì mày phải có lòng tự trọng. Muốn có những sự lựa chọn tốt thì mày phải có giá trị tốt. Tại sao mày cứ cố chấp không nghe lời tao? Tại sao mày cứ cố sống hèn, sống nhục như một con chó vậy hả? Đời chứ có phải là phim đâu mà mày đòi diễn vai nữ chính ngu xuẩn. Tai tiếng, thích đi giật bồ, nhưng vẫn được nam chính thương yêu hết lòng. Mày nghĩ rằng trên cuộc đời này còn tồn tại một thằng đàn ông mà cho dù mày xấu xa cỡ nào đi chăng nữa, thằng đó vẫn bao dung và lựa chọn mày làm vợ hả? Không có đâu con, trừ khi thằng đó là thằng điên. Mà nó có điên thì ba mẹ nó cũng chưa chắc đã điên. Việc kết hôn không đơn giản chỉ là tình yêu đôi lứa đâu, Ái Chân ạ. Nó còn là những mối quan hệ vô cùng phức tạp giữa hai bên gia đình. Mày có hoàn hảo cũng chưa chắc đã hòa hợp được với gia đình nhà chồng. Nữa là một đứa con gái vô liêm sỉ. Giờ mày còn trẻ, mày bất chấp thị phi, sống sa ngã. Mày coi thường lời tao. Tao cũng đành chịu. Tao chỉ mong mày khi nào mày làm mẹ, rồi có đứa con giống hệt như mày, mày sẽ hiểu lòng tao một xíu. Con đã để lỡ mất cơ hội làm mẹ rồi ba ơi. Nhưng cô không thể thêm dầu vào lửa. Cô khóc nức. Ông Trương thấy Ái Chân cứ khóc mãi thì chẳng muốn nói nữa. Ông tới bệnh viện thăm Hạnh Chân. Bà Ngọc đã tới trước ông một lúc lâu. Hạnh Chân hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều. Bị phản bội nên cô càng hiểu thấu được nỗi đau khi xưa mẹ mình phải chịu đựng. Cô rất công phục mẹ vì mẹ đã rộng lượng bỏ qua cho ba. Cô nắm tay mẹ, nước mắt chảy ràn rụa. Ông Trương nom vợ tiểu tụy, nom con gái yêu ớt nằm trên giường bệnh thì đau lòng vô cùng. Ông bảo, tất cả lỗi là của tôi, là tại tôi rước con yêu nghiệt đó về nhà, nhưng lại không dạy bảo được nó, để nó làm tổn thương con gái cưng của tụi mình. Tôi thực sự xin lỗi bà và con nhiều lắm. Bà Ngọc thở dài nói, tôi đã nhắc nhở ông phải nghiêm khắc hơn với Ái Chân, nhưng ông không nghe. Giờ mọi chuyện bung bét ra như thế này, ông nhận lỗi còn có ích chi? Ông Trương không cãi vợ mà chỉ đứng im nghe bà Ngọc chỉ trích. Một lát sau, ông Nhật và bá Trường tới bệnh viện thăm Hạnh Chân. Ông Nhật thay mặt con trai xin lỗi gia đình Hạnh Chân. Con nói đã thay cô đánh cho anh một trận. Hạnh Chân ngước mắt lên nhìn bá Trường. Quả thật mặt anh tím bầm. Anh lý nhí xin lỗi cô. Tuy như vậy chưa đủ để làm cô nguôi giận. Nhưng vì phụ huynh của anh đang ở đây nên cô không thể hờn dỗi anh. Chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong mà nói. Trường, anh không cần phải xin lỗi em. Chuyện này, lỗi lớn là ở em. Em không đủ bình tĩnh để giữ chân người đàn ông của mình. Thì còn biết trách ai đây? Hạnh Chân không trách móc lại càng khiến cho bá Trường thêm day dứt. Ông Nhật vô cùng nể phục sự chín chắn của cô. Thương cô bao nhiêu thì ông cay cái đứa con gái hại con trai mình sa ngã bấy nhiêu.
thế nên khi trông thấy Ái Chân hớt hải chạy đến thăm chị, ông đã thẳng tay tát cho cô một cái đau điếng. Ông chửi rủa: "Con hồ ly, mày không biết xấu hổ à, mà còn vác mặt tới đây, loại trơ trẽn, thứ mắc dịch. Con trai tôi dính líu với cô đúng là một thất bại của cuộc đời nó. Con xin lỗi bác, con xin lỗi ba mẹ, em xin lỗi anh chị. Con, em thực sự không cố ý khiến anh chị rơi vào hoàn cảnh này." Ái Chân rối rít nói. Hạnh Chân chua xót hỏi: "Chắc là em cũng không cố ý dụ dỗ anh Trường hả?" "Chắc là tại chị không tốt, mối quan hệ của bọn chị không bền chặt nên mới khiến anh sa ngã vào lòng em nhỉ?" "Không phải, em không có ý đó. Em chỉ thích anh Trường từ lâu lắm rồi chị ạ. Em thừa nhận là những lúc mê muội quá, em có thả thính anh, mong được anh chú ý. Nhưng mà em không cố ý công khai chuyện sai trái của em và anh lên mạng xã hội. Lúc đó em mệt quá, tinh thần em không ổn định, em chót dại." Hạnh Chân tưởng Ái Chân sẽ giải thích với mọi người rằng có ai đó đã đột nhập vào trang cá nhân của em để đăng hình. Chứ ai ngờ, em gái của cô đúng kiểu, dở nhiều chiêu trò. Đâm ra chẳng còn nhớ nổi mình đã làm gì và những gì mình không làm. Cô thở dài nói: "Chị tin em không cố ý công khai mọi chuyện." Ba Trường thì không tin là Ái Chân không cố ý. Anh hiểu Hạnh Chân. Rất nhiều lần Ái Chân khiến cho Hạnh Chân tức điên lên, nhưng sau khi nguôi ngoai, cô lại dễ dàng bỏ qua cho em gái. Đi chơi ở đâu, thấy cái gì đẹp cô cũng mua về cho em. Đó là sự rộng lượng của một người chị. Nhưng người em của cô ấy thì không được tốt tính như thế. Anh không thể ngờ Ái Chân lại đâm Hạnh Chân và mình một nhát đau đến bất ngờ như vậy. Cô là con đàn bà tởm lợm nhất mà anh từng biết. Anh nghĩ loại người như cô bị giày vò thế hay là giày vò nữa cũng đáng. Nhưng những vết thâm tím trên người cô vẫn làm anh bị sao nhãng. Một người mà anh khinh bỉ lại luôn có khả năng khiến anh phải chú ý đến người ta. Thật nực cười. Anh cố gạt cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Suy cho cùng, anh là đàn ông, có gan chơi thì có gan chịu. Ở trước mặt mọi người chỉ trích cô cũng đâu có thể xóa được tội lỗi của anh. Anh thở dài bảo: "Hạnh Chân, em đừng tự trách mình. Tất cả mọi chuyện là lỗi của anh, do anh sa ngã. Nếu như em ngứa mắt với anh sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời em." "Thằng ngu, không quỳ xuống xin Hạnh Chân tha thứ, lại nói linh tinh cái gì vậy?" Ông Nhật quát. Bá Trường rất muốn Hạnh Chân tha thứ cho mình, nhưng anh thấy nhục nên không thốt được lên lời. Hạnh Chân lại hiểu nhầm rằng thời gian qua Bá Trường được Ái Chân nuông chiều, nên bây giờ anh không cần sự tha thứ của cô. Hạnh Chân rất cay cú. Không chỉ thế, cô còn cảm thấy hơi sợ. Nỗi sợ này giống hệt như nỗi sợ năm xưa, khi ba mới rước Ái Chân về nhà. Cô sợ Ái Chân sẽ cướp mất tình thương của ba dành cho mình. Hạnh Chân có vẻ ngoài kiêu ngạo, cô tỏ ra sĩ diện. Nhưng cô là con gái, cô cũng có những sự ích kỷ riêng của mình. Cô muốn người đã từng yêu mình nhất định sẽ mãi mãi chỉ yêu mình. Hạnh Chân tự nhắc nhở bản thân phải hết sức bình tĩnh, không được chủ quan, không được thua Ái Chân, không được tự tay dâng thứ đồ mình thích cho người khác. Cô có ý hỏi Bá Trường bằng giọng chua xót: "Có Ái Chân rồi nên anh không cần em nữa à?" Hạnh Chân khóc nức nở như một đứa trẻ, khiến cho Bá Trường xót xa vô cùng. Một người con gái đáng yêu mong manh như vậy mà anh nỡ phản bội cô ấy, làm cô ấy đau đớn, day dứt tột đỉnh. Anh buột miệng nói: "Không phải thế, anh chỉ là... anh thấy hổ thẹn, anh thấy mình không xứng đáng với em. Em không muốn nghe những lời tự trách mình của anh. Em chỉ cần anh nói cho em biết, giữa em và Ái Chân, anh yêu ai, muốn tiếp tục ở bên ai là được." Đáng lẽ Bá Trường phải ngay lập tức nói anh yêu Hạnh Chân, nhưng đối diện với ánh mắt đau thương của Ái Chân, anh bị chững mất vài giây. Phải đến khi ông Nhật đập cho một phát vào lưng, anh mới chợt tỉnh ngộ. Anh vội đưa ra đáp án: "Hạnh Chân, anh muốn ở bên em. Anh không có tư cách gì xin em tha thứ. Anh chỉ muốn biết rằng từ giờ trở đi, em muốn như thế nào anh cũng chịu." Chứng kiến cả người Ái Chân run lên bần bật, Hạnh Chân thực sự thỏa mãn. Một con hồ ly tinh lại thích đi giật bồ thì nên được dạy cho một bài học và nên thua cuộc một cách thảm hại như vậy, chứ không nên dương dương tự đắc trên nỗi đau của người bị giật bồ. Bà Ngọc đưa cho Ái Chân một hộp sữa. Bà bắt Ái Chân uống hết rồi mới bảo cô đi dạo với mình. Ái Chân lẽo đẽo đi đằng sau theo mẹ. Lý Nhi hỏi: "Mẹ Ngọc, mẹ không giận con à?" "Có giận," bà Ngọc đáp. Gió đêm lạnh nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng bà lúc này. Bà đưa Ái Chân tới chỗ một gốc cây phượng cách cổng bệnh viện vài trăm mét, từ tốn kể cho cô nghe một câu chuyện mà bà chưa từng kể.
Hồi xưa có một cô gái hàng ngày ngồi dưới gốc cây này để bán xôi, nuôi người yêu học đại học. Người yêu cô ấy cũng rất tốt, sáng nào cũng dậy sớm chở cô ấy và thúng xôi to bự qua đây, rồi mới về giảng đường đại học. Học xong lại nhanh chóng thu dọn sách vở tới giúp cô ấy bán xôi. Vào một thời điểm đó, bán 3 gói xôi mới được 1.000 đồng. Có hôm mưa, không bọc thúng xôi cẩn thận nên bị ướt hết là nghỉ bán. Thế nên cuộc sống không dư giả mấy. Cô gái luôn muốn tiết kiệm cho tương lai. Chàng trai thì sợ người yêu thiệt thòi nên thi thoảng chót mua những món quà đắt giá. Thành ra không ít lần họ cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Nhưng họ chỉ giận nhau một lúc rồi lại làm hòa, chứ không bao giờ nghĩ tới chuyện rời bỏ nhau. Sau khi chàng trai tốt nghiệp đại học, chàng trai và cô gái kết hôn. Chàng trai kiếm được công việc lương rất cao, nhưng điều kiện của công ty là chàng trai phải về miền núi làm việc 1 năm. Chàng trai yêu cầu cô gái đi theo mình, nhưng cô gái không chịu. Cô ấy muốn ở lại thành phố, mở nhà hàng. Con có biết vì sao cô ấy lại quyết định như vậy không? Vì cô ấy coi trọng sự nghiệp hơn là tình yêu hả mẹ? Ái Chân hỏi lại, bà Ngọc lắc đầu nói. Không phải, cô ấy coi trọng tình yêu hơn sự nghiệp, nhưng cô ấy sợ nếu mình mãi chỉ là một cô gái bán xôi, thì khi người đàn ông của mình thăng tiến, bị nhiều cô gái đẹp vây quanh, anh ta sẽ không cần mình nữa. Cô ấy còn sợ khi ba mẹ mình cần tiền, mình cứ ngửa tay xin người yêu hoài, sẽ bị khinh, nên quyết tâm trở thành một bà chủ của một cửa hàng lớn. Sau này khi thành công rồi, cô ấy không những xây nhà to cho ba mẹ, mà còn học cách ăn diện, học cách nói năng nhẹ nhàng, học cách làm cho mình trở nên kiều diễm. Những người không biết xuất phát điểm của cô ấy đều tưởng rằng cô ấy xuất thân từ gia đình danh giá. Để có một tình yêu bền chặt, cô gái đó đã cố gắng làm cho bản thân mình có giá trị hơn, để mình trở thành thứ mà người đàn ông muốn giữ, chứ không phải thứ họ có thể sẵn sàng vứt bỏ. So sánh bản thân mình với cô gái đó, Ái Chân tự thấy hổ thẹn. Cô buồn buồn hỏi mẹ, sau này họ có hạnh phúc viên mãn không mẹ? Trong 1 năm chàng trai về miền núi làm việc, số lần họ gặp nhau rất ít ỏi, nhưng yêu xa mà con, hễ gặp nhau là mặn nồng lắm. Hạt giống bé bỏng của họ cũng được kết tinh tại thời điểm đó. Cô gái cứ ngỡ là sau khi chàng trai chuyển về thành phố thì sẽ là một cái kết viên mãn. Ai ngờ rất nhiều năm sau đó cô ấy mới biết trên đời này còn có một hạt giống khác cũng được kết tinh chỉ vì sự sa ngã của chàng trai trong thời điểm bọn họ yêu xa. Rồi chàng trai đưa đứa con rơi trở về nhà. Trên thế gian này liệu có người phụ nữ nào đủ bao dung để thương đứa con của tình địch hơn là đứa con ruột nằm trong bụng mình 9 tháng 10 ngày không hả Ái Chân? Nếu có thì chắc chắn không phải cô gái ấy. Tuy nhiên cô ấy đã rất cố gắng để chấp nhận đứa con rơi kia, chăm sóc nó một cách chu đáo. Khi hai đứa trẻ tròn 20 tuổi, cô ấy, à không, lúc này thì nên gọi là bà ấy mới đúng. Bà ấy đã mua 2 chiếc dây chuyền kim cương, định bụng khi nào hai con gái lấy chồng sẽ trao cho tụi nó. Nhưng mà thật không ngờ lại có ngày đứa con rơi phản bội đứa con ruột và cả niềm tin của bà ấy. Biết tin đó, toàn thân bà ấy đau kiệt quệ. Bà ấy thấy có lỗi với đứa con ruột. Bà ấy thấy mình là người gián tiếp hại con mình. Bà ấy ước rằng mình chưa từng chấp nhận đứa con rơi kia. Bà ấy thực sự không muốn nhìn thấy đứa con rơi kia ở nhà mình thêm 1 phút giây nào nữa. Nghe đến đây toàn thân Ái Chân tê buốt. Cô rơi nước mắt nghẹn ngào bảo mẹ. Câu chuyện nghe quen quá mẹ. Là chuyện mẹ đọc được ở trên mạng ấy mà. Con hiểu được câu chuyện tới đâu, sau này con hành xử như thế nào còn dựa vào phúc phận của mẹ. Con sống tốt thì sau này con gái của con cũng được hưởng phúc. Bà Ngọc chỉ khéo léo nhắc nhở rồi quay người đi vào bệnh viện. Nhưng cũng đủ để Ái Chân hiểu ra vấn đề. Câu chuyện của bà Ngọc đã có một sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới cô. Cô trở về nhà. Ban nãy vội vào viện nên Ái Chân không để ý. Có một con gấu bông trắng đặt ngay trước cửa phòng mình. Cô ôm gấu bông vào lòng bật khóc rưng rức. Chị tốt với cô như vậy, mẹ tốt với cô như vậy. Mà sao cô lại tệ với họ quá chừng? Có lẽ vì cô sống tệ nên phúc phận của cô mới mỏng, nên nó mới rời bỏ cuộc đời này sớm như vậy. Những sai lầm của cô đã khiến cho tất cả những người xung quanh phải chịu tổn thương. Trái tim của Ái Chân như bị vỡ vụn. Mặc dù rất lưu luyến gia đình, nhưng cảm giác nhục nhã ê chề cộng thêm day dứt tột cùng đã khiến cô không thể nào cố chấp thêm nữa. Ái Chân thống kê lại toàn bộ tiền mà Hạnh Chân đã cho mình từ xưa tới nay, rồi chuyển khoản lại trả chị hết. Lúc Ái Chân mua xe,
chị có cho cô một ít tiền, nên cô để chìa khóa xe cùng với đống túi sách hàng hiệu và trang sức đắt giá chị mua cho cô vào chiếc hộp lớn, rồi đem đặt trước cửa phòng của chị. Ái Chân đem theo con gấu bông trắng và một chiếc vali nhỏ chứa đồ đạc cần thiết rời khỏi nhà. Khi những người con vấp ngã, họ tuy bị người thân mắng mỏ, chửi bới, nhưng vẫn còn có nơi để trở về. Có gia đình làm điểm tựa, nhưng Ái Chân thì khác. Một đứa con rơi, ăn nhờ ở đậu và gia đình suốt bao nhiêu năm qua. Như cô thì chỉ cần lầm lỡ một chặng đường liền trở thành bơ vơ. Gia đình hắt hủi, sự nghiệp tan vỡ, tình yêu chẳng ra đâu vào đâu. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi cuộc đời Ái Chân đến nông nỗi này? Ông Trương, bà Ngọc, Hạnh Chân hay là Bá Trường? Không, chẳng phải ai trong số bọn họ, mà chính Ái Chân. Những người mạnh mẽ đều vượt qua được cám dỗ, còn những cô gái hèn mọn yếu đuối như cô, khi sa ngã rồi, gặp khổ đau thì không nên trách ai cả. Ái Chân đi tới rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ trong thành phố, nhưng không nơi nào đồng ý cho con giáp thứ 13 thuê phòng. Đang lúc bế tắc, Ái Chân nhận được điện thoại của anh Vinh. Tưởng anh đòi tiền đền bù, Ái Chân càng thêm ảo não. Cô chi tiêu khá tiết kiệm, nên trước khi chuyện của cô và anh Trường bị lộ, việc mua một căn hộ chung cư nhỏ vài chục mét vuông là trong tầm với của cô. Chỉ là cuộc đời, đâu có ai nói trước được chữ ngờ. Ái Chân buồn vã, nhấc máy. Cô nhẹ nhàng nói với anh Vinh. Anh à, em xin lỗi anh vì tay tiếng của em đã làm ảnh hưởng tới chương trình hẹn hò với người nổi tiếng. Nhưng trả tiền đền bù cho các nhãn hàng và trả tiền cho chị gái em xong thì tài khoản của em chẳng còn là bao. Kênh của em cũng bị khóa tính năng kiếm tiền rồi. Em xin phép anh cho em giữ chút ít để chi tiêu trong thời gian tới. Khi nào kiếm được tiền em sẽ đền bù cho anh sau nhé. Cái con bé Hâm này, ai đòi tiền mà xin lỗi với trả xin phép? Như đúng rồi thế. Anh gọi hỏi thăm tình hình của em thôi. Em sao rồi, có ổn không? Em thấy mình chẳng đủ tư cách để được ổn nữa anh ạ. Loại cố nạn như em bị thế này cũng đáng. Thôi em, đừng tự giày vò mình nữa, sai ở đâu thì đứng lên ở đó. Người ta đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại em ạ. Rút kinh nghiệm lần sau, đừng ngã ở đúng chỗ mình đã từng ngã nữa là được. Ái Chân nghẹn ngào nói, em cảm ơn anh ạ. Em cứ nghĩ tất cả mọi người đều căm ghét em cơ. Em không ngờ. Không ngờ vẫn có người thương em hả? Tất nhiên rồi, em đừng nghĩ tất cả fan đều quay lưng với em. Vẫn còn có những người như anh. Tuy rất yêu quý em, nhưng em sai quá, nên không thể bào chữa cho em được. Giờ anh đăng bài nói thương em, thì những kẻ ghét em họ sẽ lao vào, xâu xé anh ngay lập tức. Có những người, khi họ đã căm ghét một thứ gì đó, thì chỉ cần người khác thích thứ đó thôi, họ cũng không thể chấp nhận được. Họ cũng sẽ có xu hướng tẩy chay những thứ liên quan tới người họ ghét. Vậy nên anh phải cho dừng ngay phát sóng chương trình hẹn hò với người nổi tiếng ngay luôn đấy. Em xin lỗi. Anh bị lỗ nhiều lắm phải không ạ? Ngừng chiếu chứ có phải là không được chiếu tập nào đâu mà lỗ hả em? May mà anh quyết định vừa quay vừa chiếu. Chứ đợi lúc quay xong mà xảy ra vụ lớn thế này thì chắc anh cũng mất trắng. Chương trình hot nên tiền quảng cáo thu về cũng khủng lắm em ạ. Kể mà được chiếu hết chắc là anh mua được mấy căn biệt thự rồi ý. Nhưng thôi, ăn đậm quá, lại có kẻ ghen ghét. Em đang thiếu thốn à? Anh chuyển cho em ít tiền nhé. Coi như là tăng cắt xê. Thôi anh ơi, em còn mặt mũi nào mà lấy thêm tiền của anh? Anh không bắt em đền tiền đã là thấy phúc lắm rồi ạ. Anh quý em, cũng vì trong cuộc sống tính em khá biết điều đấy. Không như thằng Minh Tiến, bà nhà nó. Lúc anh phông bạt cho nó nổ như cồn, thì chẳng thấy nó cảm ơn được câu nào. Vậy mà giờ xảy ra sự cố, chương trình phải ngừng phát sóng. Nó lại đòi anh đền bù chứ. Đền cái khỉ mốc ấy. Chưa hết, nó còn chẳng thèm nể nang em. Vì hồi xưa, em lên bao nhiêu bài quảng cáo miễn phí, khiến cho chuỗi cửa hàng bánh mì ruốc của nó bán chạy như tôm tươi. Nó vừa mới live stream, nói ghê tởm em, để lôi kéo được sự đồng cảm của đám đông đấy. Nó còn bảo rằng nó chấp nhận tham gia chương trình chỉ vì anh Hữu Tiến. Nhà nó quen biết với chị gái của em, nên nó cả nể. Bao nhiêu con vào khóc thuê cho nó, đến là Hải. Thôi, chả thèm nhắc tới nó nữa, bực mình. Em đang ở đâu đấy? Em đang ở ngoài đường anh ạ. Ái Chân thật thà nói, anh Vinh thở dài bảo. Tình hình này thuê được nhà trong thành phố cũng khó. Anh nghĩ em nên về quê ở tạm dăm bữa nửa tháng. Đợi khi nào scandal lắng xuống thì quay lại đây cũng được. Anh mới ly hôn vợ, nên không tiện gặp em. Gặp rồi người ta nói mình có gì đó với nhau,
rồi vu oan cho em, phá hoại gia đình anh thì khổ. Giờ nhiều đứa cuồng ghét manh động lắm. Em thông cảm cho anh nhé. Dạ em hiểu mà, em cảm ơn anh ạ. Anh Vinh nói kể cũng hợp lý, người ở quê ít chơi mạng xã hội hơn. Ái Trân hy vọng có thể thuê được một ngôi nhà nhỏ ở tạm trong những ngày giông bão, nên cô quyết định bắt xe đi về quê. Lái xe là nữ, dọc đường họ không trò chuyện gì nhiều, chị cũng chẳng tỏ thái độ gì bất thường cả. Vậy mà đi được nửa đường, chị lại đột ngột dừng xe. Chị vứt quân cấu bông và vali của cô xuống bãi cỏ ven đường. Ái Trân hốt hoảng định lao xuống nhặt đồ, nhưng cô chưa kịp nhặt thì đã bị chị túm tóc. Chị đánh cho cô một trận nhừ tử rồi đẩy cô xuống đầm xe. Cả người Ái Trân dính đầy bùn. Trước khi bỏ đi, chị còn tuyên bố mình là fan của Hạnh Trân rồi nói lớn. Thế này vẫn chưa là gì so với nỗi đau mày đã gây ra cho thần tượng của tao. Mày nên ở mãi trong đống bùn đó, chứ đừng ra ngoài giật bồ của người khác. Đồ vô liêm sỉ, đồ trơ trẽn, khốn nạn. Phụ nữ sau khi bị sảy thai rất cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Tuy nhiên, Ái Trân lại bị ăn hành liên tục nên cơ thể cô gần như kiệt quệ. Nỗi đau trong tim cùng với nỗi đau ngoài da thi nhau giày vò cô. Cô khó nhọc bò lên bờ rồi gắng gượng gọi điện thoại, cầu xin sự giúp đỡ của Diệu Ánh. Đọc được tin tức Ái Trân trơ trẽn phá hoại hạnh phúc của Hạnh Trân, Diệu Ánh rất giận, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn bạn lâm vào cảnh khốn cùng nên vẫn lái xe tới đón bạn. Trông thấy Ái Trân cả người lấm lem, nằm run cầm cập trên bãi cỏ gần bờ sông, tim Diệu Ánh chợt thấy nhói. Cô đưa bạn về bệnh viện của mình để tiện chăm sóc. Ái Trân bị sốt cao trong suốt một tuần liền. Tuy bạn cố gắng ăn cháo cô mua, nhưng cứ ăn vào lại bị nôn ra hết. Ban đêm bạn ngủ không ngon giấc vì mặc cảm tội lỗi, nên bạn hay mơ thấy sau này mình gặp báo ứng sẽ là không được làm mẹ nữa. Mỗi lần thức giấc giữa đêm, bạn khóc rất nhiều. Bạn sợ rằng sẽ không có đứa trẻ nào muốn làm con của một tiểu tam khốn nạn như bạn. Hồi trước bạn vốn đã gầy, bây giờ thì trở thành siêu gầy. Ban ngày bạn hay ôm con gấu bông trắng đứng cạnh khung cửa sổ, bất thần nhìn về phía hồ nước màu xanh biếc, lặng lẽ chảy nước mắt. Ông Trương và bà Ngọc biết Ái Trân đã rời đi ngay sau khi đưa Hạnh Trân từ bệnh viện trở về nhà. Họ không vui mừng, nhưng thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng lớn. Những lúc ông bà đi vắng, Hạnh Trân thường cố ý làm mình làm mẩy, dỗi hờn bá Trường. Khi anh hút cơm cho cô ăn, cô khẽ ngúng quẩy, không ăn rồi sụt sịt nói. Không chịu đâu, ăn nhiều béo, anh lại chán anh bỏ á. Khi anh bóc nho cho cô ăn, cô lại từ chối và bảo. Thôi, em chẳng dám ăn nho do anh bóc đâu. Em sợ anh lại so sánh em với Ái Trân ý. Kiểu như ở bên nó anh được cưng chiều, được nó bóc nho cho anh ăn, còn ở bên em thì anh lại vất vả phục vụ em như một thằng giúp việc. Hạnh Trân không gào thét chửi rủa bá Trường vì tội ngoại tình, nhưng cái kiểu nhắc khéo của cô thực sự khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Bản thân mình là người sa ngã nên anh không thể biện minh gì cả, chỉ có thể luôn miệng nhận sai với người yêu, dỗ dành và chiều chuộng cô, mong cô sớm quên đi nỗi đau mà anh đã gây ra. Bá Trường biết rõ mình có lỗi với Hạnh Trân, nhưng lại không hề nhận thức được mình có lỗi với Ái Trân. Cả anh và Ái Trân đều tự nguyện sa ngã cùng nhau. Nếu như Ái Trân không thả thính, hoặc nếu như Ái Trân thả thính, anh không dính thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Sự việc tới nông nỗi này, cả hai đều phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Bá Trường cho rằng việc Ái Trân rời khỏi thế giới của mình và Hạnh Trân là một điều vô cùng tốt. Nhưng anh không hề lường trước được Ái Trân chỉ biến mất một tuần. Trong lòng anh đã thấy khó chịu. Cô không hề cập nhật bất cứ trạng thái nào trên trang cá nhân. Một người thích sống ảo như cô, gặp phải sự cố lớn như vậy mà cũng không live stream khóc lóc xin mọi người thương xót và thông cảm cho mình. Tồi tệ hơn cả là thông tin trên tài khoản của cô cho thấy cô không hề online trong suốt một thời gian qua. Cô im ắng một cách lạ thường khiến cho tâm trạng của anh rất tệ. Anh không thể tập trung làm bất cứ việc gì cả. Anh rất muốn biết tung tích của cô, nhưng lại không dám cho người đi điều tra vì sợ bản thân mình sẽ tiếp tục sa ngã. Buổi tối về nhà, vô thức bước vào bếp, vô thức hình dung ra cảnh Ái Trân đang nấu cơm. Bá Trường cực kỳ hoảng sợ. Anh chán nản tới nhà ba mẹ. Ông Nhật còn giận con trai nên bỏ lên gác không thèm nhìn mặt anh. Bà Nhung thì vẫn dịu dàng hâm nóng lại cơm và thức ăn cho anh. Trường buồn bã hỏi mẹ. Sinh ra một thằng con trai khốn nạn như con, mẹ đã từng thấy hối hận chưa? Mẹ có thất vọng không? Mẹ không hối hận, con mau ăn cơm cho nóng. Bà Nhung thở dài, con ra nông nỗi này cũng là một phần tại bà. Tại hồi xưa bà cứ bắt con phải ngoan, phải nghe lời ba, cứ nghĩ con hiếu thuận mới là tốt.
không ngờ lại vô tình biến con trở thành một bản sao của ông Nhật. Hồi xưa Trường từng bảo với bà rằng, làm con một rất cô đơn, Trường rất muốn ba mẹ nhận Hạnh Chân làm con gái nuôi, để con được chiều chuộng và chăm sóc em gái. Nhưng ông Nhật không đồng ý. Ông nói nếu con đủ bản lĩnh thì hãy tán đổ Hạnh Chân và rước Hạnh Chân về làm vợ. Vậy là Trường lại nghe lời ba. Bạn bè bảo Trường giống ba là điểm hạnh phúc lớn của bà. Tại con giỏi này, thành đạt này, có người yêu rất xịn nữa này. Bà cũng từng tưởng thế. Bà cũng từng tưởng tượng rằng sự hoàn hảo sẽ đem tới hạnh phúc cho Trường. Nhưng sau cú ngã vừa rồi của con, bà chợt nhận ra cái gọi là hạnh phúc của Trường thật là giả tạo biết bao. Bà biết con trai mình sai rõ rành rành, nhưng có người mẹ nào lại không đứng trên phương diện của con mình để thấu hiểu. Khi con trai mình phản bội một đứa con gái mà mình ghét, có khả năng rất cao các bà mẹ sẽ không chỉ trích con mình. Hạnh Chân chỉ giỏi diễn trước mặt ông Nhật thôi, chứ không qua mắt được bà. Hạnh Chân vừa đăng một bài viết thể hiện rằng nó rất thương Ái Chân, đồng thời kêu gọi mọi người hãy tha thứ cho Ái Chân, đừng vì nóng giận mà tẩy chay em. Rất nhiều người ca ngợi Hạnh Chân cao thượng, bà Nhung thì lại thấy con bé này diễn hơi sâu. Có một bạn anti-fan bình luận chê Hạnh Chân giả tạo, khiến bà Nhung cười tủm. Hạnh Chân thì rất ức chế. Cô đâu có làm gì sai mà lại bị người ta châm chọc như vậy. Cô bực mình trả lời bình luận. Chẳng nhẽ tớ phải lên mạng xúi giục mọi người ghét Ái Chân à? Hay là tớ phải đứng ra phát động phong trào tẩy chay em gái mình thì mới vừa ý cậu? Tớ nghĩ là cho dù tớ có giả tạo thì ít nhất tớ cũng biết kiểm soát cảm xúc của bản thân để không mắc phải sai lầm. Còn hơn những con vật chỉ biết hành động ngông cuồng và cắn càn. Sự đáp trả khôn khéo của Hạnh Chân nhận được mấy chục nghìn lượt yêu thích. Bình luận của anti-fan kia bị thả phẫn nộ ầm ầm. Bạn đó không chịu được sự đả kích của đám đông nên đã xóa bình luận, khiến cho tâm trạng Hạnh Chân phấn chấn lên một chút. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi tới thăm nhà anh Hữu Tiến. Hạnh Chân là người đầu tiên anh gọi điện cho sau khi về nước, cũng là người duy nhất anh tâm sự mọi muộn phiền. Vợ chồng anh Hữu Tiến vừa ly hôn xong tuần trước, thì tuần này chị Hoa đã tổ chức đám cưới với chồng mới. Hóa ra cuộc sống của bọn họ không hề hạnh phúc như những gì mà chị ấy tô vẽ trên mạng xã hội. Chị Hoa cặn tàu giáo máng đến mức rút hết số tiền tiết kiệm trong tài khoản chung của hai vợ chồng. Hai anh Hữu Tiến rơi vào hoàn cảnh đến chiếc vé máy bay cũng phải vay tiền để mua. Hạnh Chân thương xót chuyển cho anh 100 triệu để anh chi tiêu rồi dịu dàng động viên anh. Cô đề nghị anh tiếp tục dạy mình thanh nhạc. Một thầy một trò lại tiếp tục có những giây phút vui vẻ bên nhau. Bọn họ đều bị phản bội nên tất nhiên hiểu được nỗi đau của nhau. Trò chuyện với nhau cả ngày không chán. Hạnh Chân luôn xem anh Tiến là một người bạn thân chứ không có ý định muốn tiến thêm, bởi vì cô không muốn làm điều sai trái sau lưng bá Trường. Cô cảm thấy mình đã hết lòng với bá Trường, nhưng bá Trường rất tiếc lại không trân trọng điều đó. 3 tháng sau khi chuyện của anh và Ái Chân bị phanh phui, Hạnh Chân nhận được clip quay cảnh Ái Chân bước ra từ một khách sạn lớn, và sau đó tầm chục phút bá Trường cũng đi ra. Thực ra Ái Chân đã làm phụ bếp tại khách sạn đó, nên việc cô đi ra khỏi khách sạn là rất bình thường. Bá Trường đến khách sạn gặp đối tác, đen cho anh là bị Hữu Tiến tình cờ bắt gặp. Tiến ngồi nấp ở góc khuất, cố ý quay cảnh Ái Chân đi ra trước, rồi đứng đợi bá Trường đi ra để quay cảnh, thành clip gây hiểu nhầm. Sau đó anh dùng tài khoản ảo gửi clip cho Hạnh Chân. Hạnh Chân tưởng bá Trường tiếp tục lừa dối mình, nên cô đã đau đến buốt gan buốt ruột. Cô lao tới nhà Hữu Tiến, cùng anh uống rượu giải sầu. Hữu Tiến rót rượu đều đều cho Hạnh Chân, cố ý chuốc cho cô say mềm rồi ghé tai cô, dụ ngọt. Hạnh Chân, anh yêu em nhé. Đừng, em có người yêu rồi. Hạnh Chân lè nhè nói, Hữu Tiến bảo, nhưng người yêu em không xứng đáng với em. Thằng đó phản bội em hết lần này đến lần khác. Nó làm em đau. Vâng, anh Trường làm em đau. Em đau lắm. Hạnh Chân bật khóc, Hữu Tiến lại khơi gợi. Em có giận Trường không? Hạnh Chân gật đầu. Hữu Tiến hỏi, em có muốn cho Trường nếm trải cảm giác mà em phải nếm trải không? Hạnh Chân phụng phịu nói, mình sẽ không làm ra những điều sai trái. Cô không thích thân mật với một người đàn ông khác, khi bản thân vẫn còn là người yêu của bá Trường. Nhưng cô vừa dứt lời thì Hữu Tiến đã đột ngột hôn môi cô. Nụ hôn của anh ngọt như mía lùi. Cô dịu dàng hôn lại anh, rồi như bị thôi miên. Cô lặng im để cho anh cởi váy, khẽ nhắm mắt tận hưởng chuỗi cảm xúc ngọt ngào khi anh hôn lên làn da trắng mịn của mình. Cô cùng anh yêu nhau mãnh liệt.
cùng anh đi qua những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trong lòng anh. Sáng hôm sau, khi tỉnh táo trở lại, nhận ra mình đã mắc sai lầm, nên Hạnh Trân đã quyết định không gặp Hữu Tiến nữa. Cô còn hận Ái Trân, không muốn Ái Trân được danh tính ngôn thuận ở bên bá trường, nên cương quyết không chia tay người yêu. Tiếc rằng sự cương quyết của Hạnh Trân không thắng nổi duyên số. Tháng đó, do bị trễ kinh hơn một tuần, nên cô đã lo lắng tới phòng khám của dì mình để khám bệnh. Cô cực kỳ bàng hoàng khi biết được mình đã dính bầu. Sao có thể? Cô và anh Hữu Tiến chỉ gần nhau duy nhất một lần thôi cơ mà. Và hơn thế, còn vào ngày an toàn của cô nữa. Thực sự như một trò đùa. Hạnh Trân thực sự không thể hiểu nổi tại sao bản thân mình sống tốt, hiền dịu và lương thiện nhưng lại gặp toàn chuyện oái oăm. Hạnh Trân dặn dì tạm thời giữ kín chuyện cô có bầu. Cô và bá trường chưa từng đi quá giới hạn. Cô không thể nói dối bá trường rằng em bé trong bụng mình là con của anh. Cô cũng không thể bây giờ mới gần gũi với anh rồi bắt anh đổ vỏ. Bởi vì nếu anh nghi ngờ, sau khi em bé ra đời, anh có thể giấu cô làm xét nghiệm ADN. Đến lúc đó thì rất dở. Do không nhẫn tâm bỏ đi cốt nhục của mình, nên rốt cuộc Hạnh Trân vẫn phải đưa ra quyết định sẽ chấm dứt quan hệ với bá trường. Tất nhiên cô đâu có ngu mà thông báo với bá trường mình đã có con với Hữu Tiến. Cô tạo tài khoản ảo để đăng clip Ái Trân và bá trường đi ra khỏi khách sạn, chỉ cách nhau tầm chục phút, nên một nhóm chuyên hóng chuyện của người nổi tiếng. Sau khi clip đã được nhiều người tải về và đăng lại trên các nhóm khác, cô cẩn thận xóa bài đăng của mình rồi xóa vĩnh viễn tài khoản ảo. Ái Trân tất nhiên lại bị chửi như chó. Với những con tiểu tam khốn nạn như Ái Trân, Hạnh Trân cảm thấy cô trừng trị nó như thế vẫn còn nhẹ chán. Còn với bá trường, tuy biết mình và anh đã hòa nhau, nhưng gặp anh cô vẫn còn rơm rớm nước mắt nói: "Trường, em đã cố gắng tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn tiếp tục sa ngã. Sức chịu đựng của em có giới hạn, em nghĩ đã đến lúc em nên buông tay." Bá trường biết Hạnh Trân chia tay mình vì clip đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Người ta không những ném đá Ái Trân mà còn dùng những lời lẽ hết sức nặng nề để thóa mạ anh. Lần này bá trường bị oan. Từ khi Ái Trân rời khỏi nhà anh không hề gặp cô. Anh có thể bảo trợ lý đưa lịch làm việc của mình cho Hạnh Trân, xem để chứng minh ngày hôm đó anh đi gặp đối tác. Nhưng anh đã không làm thế. Bởi vì khi nghe Hạnh Trân thốt ra những lời nói vừa rồi, bá trường thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Thời gian vừa qua lòng anh lúc nào cũng nặng trĩu như có đá đè. Bất cứ lúc nào Hạnh Trân cần, bá trường dù bận rộn đến mấy cũng gác lại công việc để đến bên cô. Anh ra sức chiều chuộng cô, ngọt nhạt lấy lòng cô, chỉ mong sao có thể có một mối quan hệ tốt đẹp với cô. Nhưng dù anh có cố gắng đến mấy cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn của cô. Cô nói cô tự hào về anh, thi thoảng cô chỉ góp ý để anh tiến bộ hơn. Cô như cô giáo, luôn lấy tấm gương của những anh nam chính trong phim ra để răn dạy anh. Bá trường biết có được người yêu hoàn hảo như Hạnh Trân là may mắn lớn của cuộc đời anh. Ở bên cô, anh sẽ tiến bộ. Tuy nhiên, cứ liên tục cố gắng để hoàn thiện bản thân, như cách mà cô mong muốn lại khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Hồi xưa, anh còn có thể giải tỏa cảm xúc bằng cách vào kênh của Ái Trân, coi clip nhảm hoặc là vào trang của cô, hóng cô live stream. Nhưng đã lâu lắm rồi Ái Trân không có bất cứ cập nhật gì mới cả. Cuộc sống của anh cũng vì thế mà trở nên bí bách. Căng thẳng kéo dài đã khiến cho Trường thường xuyên bị mất ngủ. Để đến hôm nay, anh không cầu xin sự tha thứ của Hạnh Trân nữa. Anh chỉ thở dài bảo: "Anh xin lỗi em, mong sau này em hạnh phúc." Hạnh Trân đã quyết định chia tay bá trường. Cô rất sợ anh níu kéo thì sẽ phiền nhiễu. Nhưng không hiểu sao, thấy thái độ của anh bình thản, cô lại như bị hẫng. Mặc dù đã có con với người đàn ông khác, nhưng tưởng tượng ra viễn cảnh anh và Ái Trân đường đường chính chính ở bên nhau, cô thấy cực kỳ đau. Cô bật khóc như một đứa trẻ. Cô ôm chầm lấy Trường tức tưởi nói: "Trường, em còn thương anh nhiều lắm." "Anh cũng thương em." Bá Trường thật thà nói rồi dịu dàng xoa lưng cho Hạnh Trân. Không đủ dũng cảm để từ bỏ sự quan tâm mà anh dành cho mình, Hạnh Trân ích kỷ đề nghị: "Nếu không thể trở thành người yêu thì trở thành người thân được không anh? Anh có thể nào trở thành anh trai của em không?" Bá Trường gật đầu đồng ý. Mặc dù ông Nhật và ông Trương rất mong bá Trường và Hạnh Trân cưới nhau, nhưng bọn họ đã quyết định như vậy. Người lớn không đồng ý cũng chẳng làm gì được. Không lẽ từ con? Ông Trương thì tất nhiên không thể.
bởi vì theo ông thì Hạnh Chân chẳng sai chỗ nào cả. Ông đâu có thể ép con gái mình phải tiếp tục ở bên một người đàn ông đã phản bội nó tới lần thứ hai. Ông Nhật lại càng không, bởi vì ông có duy nhất một thằng con trai. Bực nó thì chửi, giận nó thì cạch mặt vài tháng, chứ từ nó làm sao được. Phản ứng của cư dân mạng khi Hạnh Chân thông báo cô và Bá Trường đã chia tay, nhưng vẫn coi nhau như anh em rất tích cực. Họ ca ngợi cô xử lý tình huống văn minh, liên tục chúc cô gặp được một người tốt hơn. Hạnh Chân chủ động liên lạc với Hữu Tiến, nói cho anh biết cô đã có thai và yêu cầu anh giữ bí mật. Anh sung sướng hôn má cô. Cô bảo anh đăng ký tham dự chương trình hẹn hò với người nổi tiếng. Trong phiếu đăng ký phải ghi người anh muốn hẹn hò là Hạnh Chân. Hữu Tiến vui vẻ làm theo lời cô dặn. Vinh đọc được tờ phiếu đó thì như mở cờ trong bụng. Hạnh Chân vừa bị người yêu phản bội, scandal xảy ra kéo về cho cô không biết bao nhiêu fan. Thời điểm hiện tại cô hot thứ hai thì ai hot thứ nhất đây? Vinh ngay lập tức gọi điện cho Hạnh Chân, dùng hết tài ăn nói thuyết phục cô tham gia chương trình. Hạnh Chân biết Vinh là kiểu người thấy mỏ vàng thì chắc chắn sẽ đào cho bằng được, nên cô đủng đỉnh từ chối. Y như dự đoán của cô, Vinh đã chủ động đăng bài trên trang cá nhân để lôi kéo sự chú ý của fan. Tôi mời cô Hạnh Chân tham gia chương trình hẹn hò với người nổi tiếng mà cô ấy không đồng ý. Chắc cô ấy ngại vì mới chia tay người yêu. Thời buổi nào rồi còn ngại chứ? Những người con gái bị đối xử không ra gì, xứng đáng tìm được hạnh phúc mới thật nhanh. Các bạn nói có đúng không? Các bạn động viên Hạnh Chân tham gia chương trình dùm tôi đi. Tôi đảm bảo tìm cho cô ấy một anh chàng cực phẩm luôn á. Thần tượng của mình xinh đẹp, tài năng mà bị phản bội đến hai lần khiến cho fan của Hạnh Chân rất xót xa. Bọn họ ngày ngày kéo vào trang cá nhân của cô, kêu gào cô tham gia chương trình hẹn hò. Kể cả những người không là fan đọc được tin tức về cô, cũng thương cảm động viên cô. Mở lòng chứ đừng cố chấp. Sau mấy ngày bị mọi người thúc giục, Hạnh Chân điềm nhiên đăng bài. Thực ra Hạnh Chân vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Nhưng tớ không muốn mọi người, đặc biệt là các fan lo lắng, hại cho sức khỏe, nên thôi thì tớ quyết định sẽ tham gia chương trình hẹn hò. Tuy tớ chưa biết chương trình sắp xếp cho mình gặp với anh nam chính nào, nhưng tớ sẽ cố gắng mở lòng. Cơ mà vạn sự tùy duyên. Mọi người đừng hy vọng nhiều quá nhé. Vinh đọc được bài đăng của Hạnh Chân thì cười hoác cả miệng. Anh nhanh chóng hẹn gặp cô để ký hợp đồng. Cộng đồng fan của Hạnh Chân thì tưởng thần tượng rất trân trọng những góp ý của fan, nên bọn họ vô cùng tự hào. Đi tới đâu họ cũng quảng bá cho chương trình hẹn hò mà cô sắp tham gia. Lần này chương trình quay ở thành phố, Hạnh Chân chỉ việc ngày ngày tới trường quay. Việc quảng bá đã có fan và Vinh lo. Đầu tiên Vinh đăng bài thả thính nam chính, lần này là anh trai của một nam chính khác đã từng xuất hiện trong chương trình, nhằm gây sự tò mò. Để người ta đoán giả đoán non mấy ngày liền, anh mới dùng chiêu bài bị dò dỉ ảnh hậu trường của nam chính. Sau đó anh cho nhân viên của mình dùng tài khoản ảo đi bình luận khắp nơi, tung tin lá cải kiểu như là anh này là anh trai của Minh Tiến đó mọi người, cả hai anh em đều giỏi, em thì có chuỗi nhà hàng bán bánh mì ruốc, anh thì là thầy giáo dạy thanh nhạc, nhà nào đẻ được hai đứa con trai mà mát ruột thế nhỉ, nhà hai anh này ở gần nhà mình, ba của hai anh ấy là đại gia đấy, nhà siêu giàu. Ông em đẹp kiểu lãng tử, còn ông anh đẹp kiểu nam tính im mọi người nhỉ. Ông anh hồi xưa từng được vinh danh là thần đồng âm nhạc đó mọi người. Ông giỏi dữ tợn. Nghe nói anh ý từng dạy Hạnh Chân học thanh nhạc. Hóa ra hai người có quen biết từ trước. Ông Vinh chọn nam chính khéo thật. Có khi Hạnh Chân và Hữu Tiến lại là duyên trời định ý. Tên viết tắt giống y như nhau, đều là HT. Ui cha! Tôi là tôi đẩy thuyền điên đảo lảo chảo đấy nhá. Hữu Tiến thực sự phục khả năng phồng bạt của Vinh. Anh thở dài, nói với Hạnh Chân. Nhà anh không giàu có như đồn thổi trên mạng đâu. Hồi xưa cha mẹ anh là công nhân của công ty Nhật Trường. Giờ họ đã về hưu rồi, lương hưu chẳng đáng làm bao. Sau khi Minh Tiến tham dự chương trình hẹn hò, tuy chuỗi cửa hàng bánh mì ruốc của nó được mọi người biết đến nên khá đông khách. Nhưng tiền đầu tư lớn quá, thành ra chưa hoàn được vốn, vẫn còn nợ bạn bè nhiều. Hạnh Chân tốt bụng, lại chuyển cho Hữu Tiến tiền để anh trả nợ cho em trai. Hữu Tiến rối rít cảm ơn cô, bởi vì Hạnh Chân và Hữu Tiến thực sự có tình ý với nhau, nên ở mỗi cảnh quay, cảm xúc của họ rất chân thật, chứ không phải mất công diễn như là Ái Chân và Minh Tiến. Tương tác tuyệt vời giữa nam chính và nữ chính đã khiến cho chương trình bùng nổ ngay sau khi được phát sóng.
những cảnh thân mật tăng dần theo từng tập giữa Hạnh Chân và Hữu Tiến, khiến cho fan phát cuồng. Hai lần Ái Chân và Bá Trường gặp phốt, Hạnh Chân đều là nạn nhân, nên cô có quyền được sự thương cảm của rất nhiều người. Bây giờ cô lại kiên cường vượt qua, trở thành nữ chính trong một chương trình cực hot, khiến cho mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Tương tác trên trang cá nhân của cô tăng chóng mặt theo từng ngày. Trước đây Hạnh Chân cực kỳ ghét việc khán giả quá chú ý đến đời tư của mình. Cô chỉ thích họ chú ý tới sản phẩm của mình thôi. Nhưng bây giờ cô nhận ra mình đã hơi khắt khe với bản thân. Khán giả quý cô thì họ mới tò mò về đời tư của cô. Khi họ biết thêm nhiều chuyện về cô, họ sẽ có cảm giác gần gũi hơn, chứ không còn xa cách như xưa. Họ sẵn sàng nhấn thích cho tất cả các bài đăng của cô. Kể cả các bài quảng cáo, các sản phẩm âm nhạc của cô được mọi người coi đi coi lại nên luôn ở top trending. Tâm huyết của cô và toàn bộ ekip rốt cuộc cũng được đền đáp xứng đáng. Hạnh Chân không ngu xuẩn đến mức tạo ra những chiêu trò lố, không bao giờ đăng bài viết khoe mẽ trên trang cá nhân. Cô chỉ giả bộ làm lơ khi anh Thắng sai các em nhân viên trong ekip tạo tài khoản ảo đi khắp các nhóm đăng bài về gia thế của cô, về căn biệt thự, đồ sộ của cô đang ở, về túi sách hiệu mà cô mới mua, hoặc những thông tin đáng giá khác liên quan tới cô để hâm nóng tên tuổi trước mỗi lần cô ra sản phẩm mới. Tất nhiên khi phóng viên hay fan dò hỏi về đời tư, Hạnh Chân sẽ vẫn giữ câu trả lời như cũ. Hạnh Chân sẽ không trả lời các câu hỏi mà không liên quan tới sản phẩm âm nhạc của Hạnh Chân đâu ạ. Hạnh Chân muốn mọi người thấy rằng cô vẫn như cũ, chưa từng thay đổi. Cô thấy bản thân mình cũng không làm gì quá đáng cả. Cô chỉ dễ dãi với ekip của mình hơn để sản phẩm được phát hành thuận lợi hơn thôi. Rất nhiều anti-fan đã quay sang trở thành fan của cô. Tất nhiên cũng vẫn có những anti-fan cứng đầu, thi thoảng họ vẫn hay cả khịa với cô. Nhưng điều đó không gây ức chế quá nhiều cho Hạnh Chân, bởi vì bây giờ fan của cô quá hùng mạnh. Chỉ cần ai nói gì cô là sẽ bị họ dìm cho chìm trong biển nước bọt. Anh Thắng bảo số Hạnh Chân may, tuy bị người yêu và em gái chơi cho vố đau, nhưng sau đó cả công việc và tình yêu đều thuận lợi. Hạnh Chân không phản bác anh. Nhưng thực ra cô cảm thấy tất cả mọi thứ cô đạt được cho tới thời điểm hiện tại đều là nhờ cô thông minh, tính toán chu toàn và luôn nỗ lực hết mình, chứ không phải hoàn toàn do may mắn. Những người phụ nữ bị phản bội như cô, nếu không hành xử khôn khéo, thì rất có thể bị mấy con tiểu tam lật bài, biến mình thành thứ đàn bà xấu xa, nên không thể giữ được người đàn ông của mình. Chưa kể Hạnh Chân còn là người nổi tiếng, chỉ có những người ở vị trí của cô mới hiểu được áp lực cô phải chịu mỗi ngày lớn đến nhường nào. Cô không những không thể hành động bốc đồng mà còn phải giải quyết mọi việc sao cho ổn thỏa nhất, để danh tiếng của mình không bị ảnh hưởng và để cha mẹ không bị mất mặt về mình. Tuy nhiên mọi điều dẫu có suôn sẻ tới đâu thì nỗi đau trong lòng vẫn còn đó. Sau khi việc làm tầm lộng của mình bị bung bét, thay vì ngày ngày ăn năn hối lỗi và nài nỉ chị gái tha thứ cho mình, Ái Chân lại đem trả cô hết đống đồ cô mua cho nó. Đến tiền của cô cho nó cũng trả lại không thiếu một xu. Sau đó lạnh lùng bỏ đi, không hề liên lạc gì cả. Đúng như kiểu người dưng nước lã. Hạnh Chân thi thoảng vẫn theo thói quen cũ, đi đâu thấy món đồ gì đẹp, cô cũng mua cho em. Nhiều khi đem đồ về nhà, Hạnh Chân mới bần thần nhận ra Ái Chân đã dọn đi chỗ khác ở rồi. Cô tức giận ném đồ vào trong thùng rác. Cô còn chưa hết giận Ái Chân, nó đã dụ Bá Trường vào khách sạn, như kiểu muốn thách thức cô. Nếu như bị người ngoài khiêu chiến, có lẽ Hạnh Chân đã không cảm thấy uất ức lâu như thế. Nhưng vì Ái Chân là em gái của cô, là đứa em gái mà cô từng thương, nên cô mới căm nhiều, hận nhiều, mãi không nguôi ngoai nổi. Buổi đọc sách của chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.